Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập số 90 trong chuỗi clip chinh phục Part 5 cùng với Miss Hảo tại PMP English. Mỗi một tập tròn trịa đi qua, 80, 90, 100 là những tập mà cô rất là vui mừng và phấn khởi, bởi vì các bạn và cùng với cô đã đi trọn vẹn một bộ đề ha, một bộ đề một phần Part 5. Và hy vọng là các bạn có thật nhiều kinh nghiệm, tích lũy được thật nhiều kiến thức trong những phần clip vừa qua. Và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cô nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi với phần câu tiếp theo. Câu đầu tiên của tập số 90, đó là câu số 128 nha. Câu này thì em có chữ whereas, below, while và chữ unless, đúng không? Em sẽ thấy khác nhau thì em cần dịch. Về mặt nghĩa, nếu như bình thường em dịch á, thì cái thằng whereas này em nhìn là trong khi nè. Whereas là trong khi nè. Rồi, chữ below, bên dưới nè. Bên dưới nè. Rồi, tiếp theo em có từ while. While em nhìn là trong khi ha. Rồi, và cuối cùng em có chữ unless là nếu không. Nếu không. Rồi, vậy bắt đầu em xét nha. Hand appliance chủ ngữ, đúng không? Thiết bị của công ty này. Rồi, comfort, động từ. Standard, 1 year warranty, tân ngữ ha. Rồi, cô highlight tân ngữ lại nha, tại vì cái này nó bị chạy dòng. Để cho các bạn hiểu được tân ngữ là kéo đến đây. Vậy mình dịch có gì đây? Những cái thiết bị của công ty này thì nó sẽ đi cùng với một cái bảo hành 2 năm, bảo hành tiêu chuẩn. Note là chú ý hoặc là ghi chú, đúng không? Nhưng mà mình có một cái chữ otherwise, đúng không? Trong khi ghi chú, bên dưới ghi chú, trong khi, rồi nếu không ghi chú hả? Nó nghe rất là kỳ, không hợp, đúng không? Vậy thì bây giờ ngày hôm nay, khi mà các bạn xem clip này cùng với cô thì các bạn hãy giúp cô học cụm từ này. Đó là cụm từ rất đặc biệt nha. Unless otherwise. Đó. Unless otherwise, cụm từ này là trừ trường hợp. Đó. Mình chọn câu này vô nha, mình chọn vô rồi mình học nha. Có những thứ là mình cần phải biết nghĩa của nó là gì rồi học thuộc, chứ không thể nào mà tự mình biết được. Không phải ngữ pháp để mà mình phân tích đâu, mình chỉ cần dịch thôi. Rồi, những cái thiết bị này nó sẽ có một cái bảo hành tiêu chuẩn kéo dài 1 năm, trừ trường hợp là có một cái gì đó được đề cập thêm. Chẳng, đáp án sẽ là câu D. Trừ trường hợp có cái phần gì đó ghi chú thêm thì mọi cái đều được bảo hành như thế này. Đáp án câu D ha. Rồi, câu 29. Continuation, increment, deviation và enhancement. Ôi trời ơi, một câu mà chỉ có hai từ vựng cô khuyến khích các bạn học thôi, đó là câu A và câu D. Do hai từ này trong đề có khả năng nó sẽ gặp, đúng không? Từ này gặp nhiều hơn này. Từ này gặp khoảng 70-80%. Nhưng mà cái continuation thì em thấy là nó sẽ bắt nguồn từ động từ continue thôi. Động từ là tiếp tục, đúng không? Vậy cái danh từ thì sự tiếp tục, sự không ngừng, sự liên tiếp. Còn enhancement là sự nâng cao. Sự nâng cao, sự nâng cấp, đó, sự cải thiện. Hai cái từ này thì xíu nữa cô sẽ cuối giờ, sau khi giải xong cô sẽ nói các bạn tham khảo thêm ha. Vậy em có nè. Real estate agent, đại lý bất động sản. Rồi, tuyên bố, động từ claim, tuyên bố. Tuyên bố là theo sau đáp này nè, thì sẽ có chủ ngữ. Và chỗ này em sẽ điền now 1, giới từ 2. Và now 2 của mình là the landscape, chỗ này. Vậy thì cô sẽ highlight cái chủ ngữ của thằng đáp này lên ha. Đây, chỗ này. Rồi, công ty bất động sản này tuyên bố rằng cái gì đó của cái cảnh quan ở khu vực này thì sao đây? Thì đã khuyến khích những người mua cân nhắc mua những cái ngôi nhà đó. Sự tiếp tục cảnh quan, sự nâng cao, sự cải thiện cảnh quan. Cô thấy cái này hợp lý không? Mình chọn câu này luôn ha. Đấy, đáp án trong câu này sẽ là câu D. Enhancement, renovation. Đại loại là mình làm cho nó tân tiến hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Và đi với cảnh quan thì cô nên nhìn, chắc là nên nhìn là cải thiện ha. Sự cải thiện về mặt cảnh quan đã khuyến khích người ta mua nhiều hơn. Rồi, ghi thêm nè. Động từ nè. Encourage. Encourage somebody to do something. Đó, em nhìn là khuyến khích ha. Khuyến khích ai làm gì. Còn hai phần này. Increment, sự gia tăng, mà theo kiểu là sự tăng đều đều. Ví dụ mình có chữ là lương gì nhỉ? Pay increment, tăng lương, sự tăng lương hàng năm. Hoặc nếu không em dịch là gia tốc, cái việc nó tăng dần đều. Còn chữ deviation này, hai từ này các bạn tham khảo nhưng thực sự nó ít gặp lắm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Rồi câu 30 nè. Câu 30 của mình là gì? As long as, at times, in time for và to buy, đúng không? Trong ngày thì có hai thứ rất hay, hai thứ nên học. Rồi, câu B, câu D, chữ buy thì dễ, xíu thì mình sẽ nhắc lại sau nha. As long as này hiểu theo kiểu chữ if. Nếu như, miễn là, nó sẽ mô tả cho mình cái điều kiện. Còn at times mà có S nè, at times, đọc kỹ nha. Trong IELTS thì đồ hay dùng từ này, at times hoặc sometimes, được chưa? Nhưng mà thằng này nó hơi nâng cao đó, để ý nha.
từ by là trước rồi bởi, bằng cách, nó tùy nha, bằng phương tiện. Vậy em có nha. Cái gì đây? The training period, chủ ngữ continue, cái giai đoạn đào tạo tiếp tục. New employee, nhân viên mới sẽ nhận được 60% của tiền lương bắt đầu. Vậy bây giờ thỉnh thoảng bắt đầu in time by. Thằng by này nếu như nó đóng vai trò là giới từ thì sẽ cộng cho mình là verb in hay là cộng một noun phrase. Còn trong ngữ cảnh này em đang có một mệnh đề, em loại thằng by cô ha. Vậy em đi cho cô lấy chữ as long as đi, tại vì nó chỉ có một mình câu A là mô tả cho mình điều kiện thôi. Mình là nếu như cái khóa đào tạo này tiếp diễn thì nhân viên mới này sẽ nhận được là 60% trong tổng số tiền lương bắt đầu của họ. Lương khởi nghiệp, lương đầu tiên là ví dụ được 10 triệu thì mình sẽ nhận được 60% là 6 triệu trong cái thời điểm mà mình được training như thế này ha. Đấy, mình chọn cho cô chữ as long as. Mình dịch là miễn là nếu như với điều kiện là. Tùy nhá, tùy em thì còn nếu mà cô á, cô chỉ dịch là nếu như thôi. Tại vì do bản thân cái thằng này lấy nghĩa đồng nghĩa với chữ F á, cho nên cô dịch nếu như để cô nhớ được cái sự đồng nghĩa của nó, để lần sau cô chọn và cô biết được cách dịch cho nó dễ hơn. Thực ra mình cũng không có dịch phải cần dịch là hoa hoè và bị miều lắm đâu các em, chỉ cần đúng nghĩa thôi và làm sao mà mình chọn cái nghĩa nào mà nó dễ nhớ nhất là được ha. Rồi, ok, tập số 90 của chúng ta đã kết thúc ha. Đã kết thúc tại tập số 90 ngày hôm nay cùng với Miss Thảo. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ cô nhiệt tình. Nhớ luôn luôn là thả like và subscribe kênh cho cô nhé. Chào tạm biệt các bạn.